cái sự việc gì xảy ra. Khác nữa, ở hàng xóm mình còn tự vệ được mà. Dạ. Nói gì mà anh em trong bà con dòng họ mình không tự vệ được. Nếu mình không tự vệ được, bất cứ anh em thanh niên ở xóm này không tự vệ được, thì mình không bao giờ mình đứng vững ở trên đất, ở chợ núi này được. Năm đứa trẻ cái sự việc này, cái chỗ này hình như có thời gian. Phong Nguyễn với Quỳnh Phi cũng đang dưới nhà năm đứa trẻ của bác anh chị, thì có một người chú đang bất ngờ đi tới của bác anh chị. Rồi thấy hoàn cảnh cũng khó khăn, chào chị Mô Di Đà Phật, em cũng trong Phật tử ra, nhưng em muốn hỏi là chị cũng như ở đây ha, tại sao mà đầu nguồn cuối nguồn chị kể cho hết, nhưng nhiều người ở dưới á cũng thắc mắc vậy đó, em cũng tìm hồi nãy giờ. Dạ, chú có thể hả? À, đúng là tại vì vô hỏi chờ chị cho em đốt nhang cho chị này, cho em không biết tên hả? Trời ơi, cháu còn nhỏ mới có 32 tuổi à, kêu bằng cháu được rồi. À, chú ở đâu được chú? À, chú ở Tân Tập. Dạ, Tân Tập. Tân Tập là nói là Nguyễn Văn 11. Nguyễn Văn 11. Dạ. Là từ trên nhà mà xuống đến đây bao nhiêu lên xa chú không? À, khoảng nói cho có khoảng 20 cây. 20 cây số. 20 cây số là chị chú đi đường xá cũng 20 cây số xuống tới đây. Dạ. Thì ở dưới Tân Tập á, giờ mấy biển chạy qua dòng qua đây. Dạ. Rồi hồi hôm cũng nghe nói như vậy. Dạ. Nhưng mà giờ mình mới tìm hiểu có phải như vậy hay không. Dạ. Nhưng mà cái này là chú nói thiệt. Dạ. Chú nghe hoàn cảnh khó khăn. Dạ. Chú tới đốt cây nhang. Dạ. Rồi một chút nữa là chú có tấm lòng nhân ái của người của chú thôi. Dạ, dạ, dạ. À, đây thì cô chú anh chị là một người chú là nghe thông tin thì muốn tìm hiểu thật sự là phải câu chuyện như vậy hay không. Dạ. Đến thăm gia đình để thắp nén hương. Dạ, anh xin phép hai em để giao lưu với bà. Dạ, chị dạ, ở đây dạ. Hỏi như vậy coi dạ, đúng không. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Trời, à, chào chị. Có thể mời chú qua ngồi dùng nước. Nước. Dạ, đó rồi, nó chào luôn. Dạ. Tại vì thôi mà chút xíu đi. Cũng hỏi gì, hai vợ chồng đã ly dị. Dạ. Ly dị từ hôm Tết tới giờ rồi. Là nay có giấy quyết định luôn. Là con gái của tôi chị tính là lên lấy mà bữa đó là bữa thứ bảy nên tôi đợi thứ hai lên lấy. Lấy là tối thứ bảy mới vô đi biết. Trời. Nhưng mà 10 giờ mấy rồi 11 giờ là bắt đầu nó vô ở nhà của chị bả nó là cũng ngủ rồi. Giờ bên anh hai nó cũng ngủ. Nhưng mà vô mẹ con nó nằm dưới đất chứ không phải nằm trên cái dáng này. Nằm dưới đất rồi nó xông cửa vô tại nó biết nó ở đây là nó biết cái cửa mình không có phá. Đó, vô là nó kéo con của cô Nhị là thằng con trai nó mới nói đó. Thằng trai mà nằm kế bên nó nói đó là ba lên ba đặt mẹ một cái ở đây là giải cán dao. Mà cái cán dao đó là bằng sắt dài cái khúc vậy nè. Mấy rồi đó là mấy lần nó kêu ba ơi cứu con, là con gái của cô của chị á. Nó kêu vậy cái tạo quả lên mà hồi đó là công an nó kêu hả, mỗi lần mà nó xuống nó quậy á thì cứ đừng nói gì hết mà chỉ lấy điện thoại quay phim. Nó nghe mà anh hai nó đứng ở ngoài nó phim thì nó bỏ đi về, tính nó đi về thì thôi, ai nhà nó ra ngoài nó quần trở lại là nó chạy ào vô đây là con gái của chị mơ còn đứng ngay chỗ này là nó quầy xe ngay chỗ này luôn. À, đây luôn, hả? Nó quay xe ngay chỗ này là nó chốt cổ vậy mà nó đâm mà nó té thịt luôn. Trời ơi. Cái cây đó máu chảy linh láng luôn. Máu chảy linh láng luôn là cô gái của cô chủ trị chắc cũng đã chết. Giờ nó giác lên vai nó đem ra ngoài cột điện nó mổ. Nó để nằm trên đó. Để nằm trên đó rồi trời ơi lúc đó là chị biết ra là thôi. Chị biết trên trời thôi chứ. Đúng rồi chị. Sao không biết giật. Nằm mà trời ơi con tôi đã chết rồi thì thôi chứ không còn nói gì nữa còn hồi mà dạ, ba nói với anh nó đây á thì tế con vậy thì anh nó nóng ruột nó kiếm sắp cây đập
đập nó, mà ba nó nói thôi con ơi, em con gì cũng đã chết rồi, con đừng làm cho ba thêm tội. Đúng rồi. Rồi cái anh nó bỏ rồi thôi, mà ai nói là khi trời không, mà nó giác con tôi đem nó bỏ ở ngoài, là ngã xuống là chết rồi, rồi nó còn nói con chết rồi. Trời ơi. Tôi nghe đau đớn quá trời, tôi nợ tôi mà tôi ngồi tôi lăn lộn với cái dưới bà lộ luôn, tôi la nó, tôi nó kêu trời không, con tôi chết rồi, tôi chả biết làm sao. Là công an vừa việc tới luôn, nó vừa bỏ con nhỏ này xuống là công an tới liền. Công an tới là lại kè nó lại, rồi còn tôi thì tôi chở con đi, anh nó chở đi, tính đi xuống chậm khá nặng băng bó rồi chở đi. Nhưng mà xuống dưới là người ta đã nói chết rồi, nhưng mà anh nó cũng còn không cho trở về để chở lên nhà tôi cứu em. Anh về lên nó mở, thấy nó mở con mắt tưởng đâu nó còn sống. Anh về lên cứ trả lại, người ta đã nói nó chết rồi thôi, rồi về bỏ vô nhà xác không tới xác mới được. Mô Phật, giờ em xin phép chị một câu nói thôi. Giả sử cũng như đầu tiên thì em không biết cái chuyện việc gì xảy ra, nhưng mà bây giờ năm đứa cháu, hoàn cảnh chị cũng năm đứa cháu không biết ai nuôi. Bây giờ chị thì 62 tuổi rồi, dạ. Cũng với ổng thì 63. Giờ chị có còn một người dì đó, là chị của con nhỏ này, dạ. Đại giờ là Tứ Lãnh nuôi cháu đặng cho đại, rồi ít bữa nó làm nhà xong là nó chở dẫn cháu qua bên nhà ở hết, chứ không có để đây. Rồi còn thờ bọng thì chị lo thôi, phối cho em cháu nó thôi. Chị đấy cũng như chưa biết ngày nào mình đã bệnh rồi, lớn tuổi rồi mình cũng không biết. Em xin phép chị một câu nói thôi. Cái người này năm không lương tâm, mình thương đi nữa, không phải là lấy cái tình thương mà sự ghen thương mà đối xử với vợ con như vậy, dù cho bất cứ cái gì. Em xin phép một câu nói thôi, mình thương thì để trong lòng, nhưng mà năm đứa cháu bữa em cũng có coi, nhưng mà không biết năm đứa cháu với vợ ở đâu, ở cả nhà rồi hết, dạ. Con ơi, Nhân ơi, Nhân mấy đứa con đâu, vô cho chú biểu nè con. Con vô nè, có chú vô cho chú biểu nè, mấy con nè. Dạ, chú mời mấy cháu thôi. Dạ, chú dạ. Không dám cái cương vị mà chú biểu nha. Dạ, dạ. Thì nãy giờ chú cũng đã nghe có câu chuyện thì về cái tình tiết của vụ án mà một người chồng cướp đi sinh mạng của một người vợ, thì chú cảm nhận như thế nào? Cảm nhận ra là một cái người đàn ông ha, đối với lương tâm như vậy là phải nói là hơi cầm thú. Còn mình phải nói là người đàn ông mà mình thương thì mình để trong lòng. Ví dụ cái gì cái dù như vậy đi nữa, mình phải cương quyết làm sao mình để mình nói này chuyện nhỏ nhẹ với vợ chồng chỗ sau này. Dạ, cảm ơn chú. Chú trời đang mưa mà chú vẫn tới, thưa quý vị. Trời mưa chú vẫn tới để gọi quà vậy đó. Bây giờ là sẽ năm đứa cháu kìa. Chú ra đây đi cho mát. Chú ra đây đi mát đó. Năm đứa cháu đó. Năm đứa cháu đúng không? Giờ không mang bé Thư đâu. Dạ. Rồi té nhỏ. Bé Thư rồi. Bé Thư đâu? Bé Thư đâu? Bây giờ còn bé Voi nữa. Trời ơi. Giờ năm đứa như vậy vậy chị có khả năng chị nuôi nổi không? Còn mấy cho em một đứa đấy, tới 18 tuổi em muốn cái gì đâu vậy? Trai cũng được, con gái cũng được. Em xin phép thì chị thiệt. Ngủ rồi con đứa nó ngủ rồi chú. À khoan phải xin lỗi mấy dạ. Nha để điện thoại. Alo, tắt điện thoại lên dẫn ơi. Được biết đây là con đứa là con chú bên nội của anh chị muốn nhận nuôi. Cô Nhung, nhà bên à, cô Nhung. Năm đứa mà bây giờ mỗi một đứa còn 4 đứa. Thôi bây giờ mình lấy lòng tay nhân ái đi. Kể mà bây giờ nghe hoàn cảnh khó khăn rồi như vậy, ai cũng động lòng. Thôi bây giờ em nói một câu nói chân tình với chị, tại vì người đàn ông mà không phải thương là ghen đâu. Không biết cái vụ này mình cũng không biết, thôi mình bỏ qua. Bây giờ năm đứa này, ôi trời ơi, cái đứa này là nhỏ nhất, em yêu thích hay nhất. Bây giờ cháu chịu về chú à? Về chú à? Đứa lớn à, muốn đi đâu đi? 18 tuổi thôi.
Còn nếu mà muốn ở với chú thì ở. Chú cũng không có là không có trai, có một đứa một. Anh em đó thì hồi mà nó chết đó, nó mở con mắt là chị đó sẽ hứa sẽ chị sẽ nuôi con em cho tới lớn mà không có giờ giặc đứa nào hết, nuôi tròn 5 đứa, có cháu ăn cháu, có dao ăn dao, nên mấy đứa lại chú lì xì nè mấy đứa ơi. Bây giờ năm đứa cháu lại chú lì xì cái coi. Đi đi con, lại đứng đàng hoàng đi. Đây, mấy đứa lại nè con. Dạ. Chú thì không có lắm của thời tiền, nhưng chú vẫn đi kéo kẹo nhưng mà chú thích đích. Tại vì chú có trời mưa mà mưa mà vẫn có điện là tối nè. Dạ. Chào chồng. Dạ dạ chào chị. Cái gì cũng vậy. Alo chú. Dạ. Là chú không bỏ. Dạ. Đây là mỗi một đứa nhận 100 của chú. À, của ít lòng nhiều chú ơi. Của ít lòng nhiều, đúng. Không chú biết ngay. À, mà chú không con đi. Đây chú cho. Trời. Rồi còn đứa nữa đâu? Đâu còn đứa lại đâu chú nè, chú biểu nè con. À. Chạy vô nhà rồi, chạy vô nhà. Thôi bây giờ chạy nhà phải không? Còn hai đứa đúng không? Rồi hai đứa. Dạ, dạ. Rồi 200. Chị cả nhận đi con. Chị cả nhận đi, mai mốt ra. Rồi. Đi vô con. Không phải. Dạ. À, con mời cô chú vô nhà đi trời, bây giờ bắt đầu làm mưa rồi á. À, quý vị nhỉ. Rồi tất cả. Dạ mời mấy cô vô luôn. Dạ mưa. Vô luôn, mưa rồi. Mưa rồi con. Cô này một cây nhang nữa ha. Dạ. Thôi vô đi cô. Vô đi con. Cô cũng tới gia đình đang cái lúc mà trời mưa gió bập bùng không vậy cô bác ơi. Trời đổ mưa gió rất là nhiều. Vô đi cô. Vô đi con. Đây chị hả? Không biết phần số là chị đây. Không biết. Bây giờ là chị đã đi tuổi còn khá là trẻ đó chú, mới có 32 tuổi thôi. Dạ, dạ. Cũng giống như là con, là cháu của chú thôi. Dạ. Đúng là nghe như vậy nhưng mà chú cũng đau lòng xót dạ mấy đứa cháu nè. Bây giờ để xin phép chị cho em đốt là rồi hôm cảm ơn chú, cảm ơn chú có tấm lòng vàng đã đến thăm gia đình. Dạ. Thế vậy mình cũng tạm biệt ha. Dạ dạ. Chúc chú nhiều sức khỏe. Chúc chú nhiều sức khỏe. Có gì đâu. Ví dụ là mai chiều em còn ghé nữa mà. Em biết nhà rồi. Ví dụ như lá lành thì đồng lá rách, rồi lá rách đồng lá nét. Không quên chị đâu. Ở đâu vậy? À em ở Tân Tập. À là em trú ở tại chùa Vĩ Nghiêm. Đây nè, Tân Tập đây. À, em hỏi tên gặp là tất nhiên là anh ở tên gặp là chung cư đúng không? Chung cư tên gặp chạy qua khoảng 4 cây số nữa là nối Nguyễn Văn 11. Tên Đại đúng mà hấp tên Đại Mô A Di Đà Phật. Dạ rồi cảm ơn chú nha. Cảm ơn chú ạ. Dạ rồi. Quen không? Vẫn phải hồi đó là cái đường này là em cũng đi kéo cơm thôi ban đêm thôi. Rồi bây giờ em cũng phát hiện là nếu vậy là anh khá giả thì bất cứ dù giá nào là em cũng phải tới, nhưng mà em cũng từ thiện nhiều rồi chứ không phải là rồi. Tại vì em có một đứa con à. À em cũng thấy con trai nhưng mà bữa đó lên là thấy thằng trai đó em mới hỏi ý kiến vợ, nó là thằng trai đó cũng thích, tại vì em có một đứa một nè. Đứa một trai hai gái. Dạ. Gái bây giờ tôi còn thằng trai cũng tôi cho à.
bao nhiêu tuổi? Lớn tuổi rồi. Lớn tuổi xem thì dạy được. Hả? Lớn tuổi xem thì dạy được. 12. Phải theo em là tích đức. Phải làm như em vậy thì mới được. Tao mới làm. Rồi cô bé lớn là phải chào hỏi. Đó. À, đâu, chị kêu thằng đó ra đây, đi với em. Thôi trời, nó có bản kê con bản hốt hốt. Em nói thiệt. 40. Chưa từ nhỏ tới lớn, chưa vợ chưa con, chưa giá đi mần tham. Thôi vậy không có. Thì nói chung ra là bây giờ mình sống ở đời mình đã có tiền đây. Cảm ơn A Di Đà Phật. Tại vì thấy đứa nhỏ bữa lên đời nó thấy thằng nhỏ đó. Ví dụ em có một cô nói là như vậy là bà xã nha. Mình có một thằng đứa gái thôi, không có thằng trai mà không có quà nào hết. Cái thằng trai đó ví dụ mình về mình giao hỏi mình xin đi mình nuôi. Ví dụ 18 tuổi nó muốn về đâu về, còn nếu ở lại thì mình cũng phải chia cho nó một chút đỉnh. Nhưng mà không biết em hỏi bà chị như thế nào. Chắc không được, tại vì gì nó có một cái lời hứa với mẹ nó là phải nuôi được một năm đứa con của nó lên người, chứ bây giờ không cho tới một nội nó còn không cho đem về, không cho giờ đứa nào ra hết. Nó vậy nó mới nhắm mắt đó. Nó mới nhắm mắt nó đi, nên giờ giờ có thương cháu thì chưa, cháu không có cho, nó cho đứa nào. À, vậy em cũng thật thật, em thì tấm lòng em thật thành. Tại vì em có một đứa con gái nay 22 tuổi, nhưng mà chưa bao giờ có nó có đứa em trai. Nhưng mà em muốn là nó có đứa em trai để sau này bất cứ dù ruột hay là họ, ví dụ như giả sử cũng như là nó về đó thì đứa 18 tuổi mà em về dạy nó thành người, nó muốn ở đây thì ở đây, em cũng chia đàng hoàng, còn không được thì thôi. Cảm ơn chị. Rồi thôi chú về. Dạ cảm ơn chú. Rồi có dịp nào em cũng phải ghé đây nữa. Chứ không phải không và không phải bỏ quên mấy đứa cháu được. Thôi, xin chào tất cả các ông A Di Đà. Dạ. Dạ ở đây chú mưa, giờ ngoài mưa gió dòng lắm. Dạ. Thì bữa nay bên này chú thì muốn đi tới là để xác minh, nhưng mà bên cạnh nó cũng muốn là chia buồn, nhưng mà muốn một giống như sợ gia đình nuôi không nổi á, cũng muốn giữ sinh một hai đứa để nuôi, nhưng mà gia đình thì đã xác định ngay từ đầu là giữ lại để nuôi, cho dù ăn mắm ăn dao luộc đi nữa cũng là nuôi mấy đứa cháu. Chú anh chú thông cảm nha. Dạ thế bây giờ bà chị nãy rồi, nếu mà em nói một câu chẳng tình nha, nếu mà mấy đứa cháu muốn xuống Tân Tạc á, phải hỏi là thằng Mộc dạy em bánh số thiệt. Nhưng mà em có tấm lòng với vợ chồng, tại vì em từ thiện cũng Long An cùng lắm hết á, vô hết em kể em cũng từ thiện, nhưng mà mai chịu nếu cứ xuống Tân Tạc và chạy thẳng với hỏi Nguyễn Văn 11 á, có thể em giúp được mấy em giúp đó, là Long An vợ. Em nói thiệt hết, em cũng thức ban đêm đi kéo cơm đồ cho người ta vậy thôi, nhưng mà tại tấm lòng của em. Tại vì tại đó là phát nguyện từ hồi nhỏ tới lớn rồi, cho nên câu ông bà xưa nói trời cao có mắt Phật thương một tuổi thợ. Nam mô A Di Đà Phật ấy, thì sau này ban phước bằng lòng cho mình vậy thôi, chứ giờ nấu dao thì cũng như vậy rồi quá các dạ dạ cảm ơn chú. Bây giờ xin phép ngồi đây. Dạ, chứ đừng quay chúng nhiều quá này. Chứ là chúng ta cũng đi làm em đồ từ thiện cùng lớp hết á. Dạ, cảm ơn cô. Rồi sau này mấy cô từ đâu đến ha? À, Cần Duộc, cô cũng ở Cần Duộc luôn hả? Cô ở Thạnh Quán. Cô ở Thạnh Quán. Dạ, thì hai cô đã bạn chung với nhau đúng không? Chị em Duộc. À, chị em Duộc luôn, thưa quý vị khán giả. Dạ, vâng ạ, thưa chị, ngày hôm nay thì trời mưa cũng thì hai chị ở đường xá cũng xa xôi ha, để mà mình chạy qua đây thì trước tiên thì chị cũng đã vào thắp nhang rồi thưa quý vị khán giả. Thì hồi nãy giờ đó Phi với anh Phong cũng chưa có quay cái lúc đó được không? Vì lý do là trời nó mưa. Cho đến phút giây này, đến thời điểm này thì khi mà cô cảm nhận như thế nào khi mà cô bước vào đây, cô thấy hình ảnh cũng như là năm đứa nhỏ, cô nhận xét về như thế nào thưa cô? Cảm giác cô ngay lúc này như thế nào ạ? Thấy con sốc ra quá cô ơi, nghe hôm nay mà không có đi được.
Con chị ở nhà cũng bận rộn quá, không có đi được. Cái lại đi không có người chở, giờ chợ nhỏ em này vậy nó chở đi. Thấy đau lòng quá. Cô với lại bà ngoại của mấy đứa này là chị em cô cậu ruột. Chị em cô cậu ruột. Chị em cô cậu ruột hả? Dạ. Hình như cô cũng là con nhà Phật đúng không cô? Dạ. Dạ. Thấy cô mặc cái áo thì không làm. Tụi con mới hỏi như vậy. Dạ. Không có sao. Dạ. À, thưa cô thì khi mà cô biết được cái thông tin này đó, thì cảm thấy trong lòng mình như thế nào cô? Trời ơi, thấy đau lòng quá cô ơi. Hồi đó giờ mới nghe. Mới nghe luôn. Thì chấn động cả. Mới nghe một cái trận kinh thiên động địa đúng không? Cho nên mình phải nói chuyện cái từ đó. Mới nghe lần đầu tiên trong đời mới nghe. Hồi đó giờ chưa nghe nào mà đắc tâm như vậy cô. Quá mình đắc tâm. Mà mình hỏi cô, chị không có hình của cha nó hả chị? Không. Tại vì Huy có chụp hình cưới đàng hoàng nó đặt hết rồi. Tới mà giấy kết hôn nó cũng xé luôn. À, cho em xin phép các ông xã có chụp hình nữa không? Không, hồi thôi giờ thôi nó xé rồi. Có cái ông mà giết cô này nè. Đúng rồi, hồi thôi đó là xé dục hết rồi. Em nói thiệt đó chị nha, nếu mà cái trường hợp em á, cái bữa đó bất cứ sớm chậm không bà con nhà họ, em quýnh cho nó què giò. Thầy... em thiệt đó, Nam Mô Di Đà Phật thì phải quýnh què giò mới được chứ. Người đàn ông mà mình phải thương vợ cho con bằng cái trí tuệ. Con chết rồi, à anh chứ không bao giờ làm những cái chuyện đó. Đập mà đập chết đó chứ không phải mà nó đập què giò đâu. Nhưng mà ba nó không cho. Là ông chú không quá tốt. Ba nó nói nếu không quá tốt thiệt, nhưng mà không quá tốt. Chứ đối với em là anh em, chị em mà ngã gục là thằng này chết, thằng khác mọc lên. Em nói thiệt chứ không bao giờ, dù bất cứ vợ em cũng vậy. Bây giờ bất cứ người nào hiếp ngã gục xuống, em sẽ đứng lên rồi em ngã xuống thằng khác đứng lên. Tội nghiệp cho cái cô này quá. Vậy theo chú là hôm bữa cái vụ việc nó xảy ra là trong gia đình là phải đập cho thằng người thanh niên đó là que giò quýnh cho biết mặt chứ không phải là mình quýnh chết. Dạ, dạ. Mình quýnh cho biết mặt để sau này mình phải tự vệ cho những cái người khác nữa, ở hàng xóm mình còn tự vệ được mà. Dạ. Nói gì mà anh em trong bà con dòng họ mình không tự vệ được. Nếu mình không tự vệ được, bất cứ anh em thanh niên ở xóm này không tự vệ được thì mình không bao giờ mình đứng vững ở trên đất, ở chợ núi này được. Dạ dạ. Em nói thiệt, anh nói thiệt, bất cứ dù anh ở cái sở tân tập, nhưng mà anh nếu mà một khi anh bảo vệ đó người đó được là anh chấp nhận phải được, chứ không phải bao giờ để như vậy. Dù cho cái gì cái, ví dụ bây giờ lỡ cái người đó bây giờ giết con này chết, dù anh đâm đầu vô anh biết anh chết không phải lâm đâu, chứ bây giờ để em mình ngã gục như vậy hả? Biết quý nhưng mà tôi không thể nào tôi chịu nổi, giờ tôi quýnh không phải là quýnh chết. Tại sao mà không đặt cho nó què giò? Đúng. Ai cũng vậy. Ai cũng vậy. Ai nói vậy? Ai ấy vậy mà tự con người mình nói tự nhiên thôi. Con ơi, thôi đừng làm thêm gây tội. Sợ đây đừng đã đặt thằng này chết thì co thì thằng anh nó sẽ đi tù còn khổ thêm nữa. Khổ một đứa được rồi, đừng để khổ hai đứa. Mà con nhỏ này phải đi vô mà nó cứ lờ nó chạy qua anh này. Đâu có biết mà nó cố vậy đâu. Trong khi mà vợ chồng mà, ví dụ một ngày cũng là tình nghĩa vợ chồng, một phút cũng là tình nghĩa vợ chồng, đâu có nghĩ như vậy. Đúng không? Ai cũng có vợ, chị cũng có, em cũng có vợ, chị cũng có chồng, đâu có nghĩ như vậy được. Chỉ ham thôi. Mà đàn ông như vậy đó, thì xã hội thì khó có lắm. Em nói thiệt, em là một người đàn ông, dù cho em năm thê bảy tiếp đi nữa cũng là con vợ của mình, không bao giờ làm vậy. Nam Mô Di Đà Phật. Thôi giờ chị này cái tân số thì cũng chắc lẽ rằng kiếp trước gây thì kiếp này trả đi chị ơi, rồi chắc cũng luân hồi mà cũng về cõi Tây Phương Cực Lạc thôi. Chị cũng đừng buồn ha. Thôi bây giờ em cũng vừa coi và có ông cụ với bà cụ để ông già bà già của cô này nè cho em biết mặt cái coi. Thì chị là mẹ nó. Mẹ luôn hả? Mẹ ruột. À, mẹ. Dạ. Cái này là con gái út của cô của chị. Rồi ông xã. Ông xã thì ổng tại vì ổng là làm nhà của chị đó,
giờ lỡ dở nên là bữa nay đi qua bản Hồng Tô. Chị biết không, em coi cái lương thuốc sữa sau cho ông này giống bạn cũng mạnh quá. Thiệt, em nói thiệt, cái chân tình đàng hoàng. Bà vợ cũng nói: ông ơi, giống bạn của ông quá mà, ông rẻ mà. Ông này bố, em là 49 tuổi. Ông tin người tài của cái giấc mơ. Rồi là em của Chính Dĩnh. Rồi đúng, Chính Dĩnh người tài á. Nam mô A Di Đà Phật. Chú ở từ đâu tới đây chú? À, chú từ ở Tân Trạch. Mình cảm về không được không? Dạ vâng ạ. Thì khi mà cô xem những cái đoạn clip đó đó thì lòng mấy cô là đau như cắt đúng không? Đau chứ, vậy biết là biết đó là cháu rồi, cháu như cháu ruột của tôi rồi. Như cháu ruột luôn hả? Nó đau chứ sao cũng đau. Dạ, khi cô thấy xuống đây cô thấy thì cảm nhận cô như thế nào đây nữa? Cũng thấy xót xa quá trời. Rồi là chứ một chuyện giờ anh một chuyện chưa, nó bây giờ để cho ghé vô lại. Nãy giờ Phi cũng phỏng vấn cô khá nhiều hơn. Hôm nay là chú cũng được là nói ở xã hội thì chú đứng lên ngó không bằng ai, mà ngó xuống chắc cũng là không ai bằng chú. Dạ. Cho nên chú phát nguyện tha một cái tấm lòng nhân ái. Thì từ chú từ thiện ở Long An thì chú về đây. Thì là chú là đại tử của chùa Huệ Nghiêm. Dạ. Nếu mà chú không làm được như vậy là thầy Huệ Nghiêm đã qua rồi, thì còn hôm nay còn chú. Nếu mà chú làm không được vậy là tất nhiên là chùa Huệ Nghiêm sau này còn ai nín dựng nữa. Sự thật ra là chú cũng thấy. Dạ. Những cái điều vô đây cũng hỏi bà chị. Bà chị nói là chú mẹ. Thì bà chị nói như vậy thì chú xác định như vậy thôi. Bây giờ chú cũng xin phép là gửi lời với má cháu vậy. Thì hoàn cảnh nhưng mà số mạng con người mà đâu có ai biết trước được, sống là vô thường. Mình kiếp trước mình gây thì kiếp này mình phải lãnh, nhưng mình ở tích đức thì kiếp sau mình được hưởng nữa. Trồng quả nào thì gây quả nấy. Thì thôi bây giờ ngắn gọn một câu nói thôi: Nam mô A Di Đà Phật. Thí dụ như lá làm đùm lá dách mình nghe vậy thì mình tới Nam mô A Di Đà Phật vậy thôi, chứ giờ chú biết nói gì nữa. Dạ. Qua câu chuyện này chú thấy người chồng ra tay với người vợ và để lại năm con nhỏ thì chú nghĩ như thế nào chú? Ví dụ như... chú nghĩ là một người chồng. Dạ. Dù cho không năm đứa con đi nữa mà sống một cái tình nghĩa vợ chồng một ngày cũng là cái tình nghĩa vợ chồng. Rồi nói một câu nói vô mình học thầy một chữ cũng là thầy đúng không? Nhưng mà hôm nay là sống vợ chồng mà năm đứa con rồi thì còn cái gì nữa mình gắn bó càng ngày nó sâu sắc hơn nữa. Nhưng mà tại sao mà cái em đó nở ra tay để mà hành hung một cái đứa em của mình như vậy, đứa em đứa cháu như vậy. Dạ. Thì mình bức xúc rất tiếc chú không có đây. Nếu bữa có đây là chắc có lẽ rằng không biết chú còn hay là chú còn nói ở trên đứng dựng cái đất ở chợ núi này là Nguyễn 11 à. Rồi cảm ơn. Dạ, chị cứ hỏi là ông thầy cừa, ông thầy gì? Ông thầy gì mà cái đường ông đi xuống dưới? Ông thầy chính là đó mà Nguyễn Nhật Tòi cái gì vậy? Là ông thầy chính biết em đi ạ. Vậy chứ tại vì ông thầy chính có đi với em là lên Long An. Rồi lái xe lên Cảnh, rồi với cô Lệ lên Cảnh, rồi cũng có từ thiện ở Long An. Nhưng mà tại vì em có con có miệng là vợ chồng em, rồi đó cũng làm nhiều, cũng nằm dưới đất, rồi từ từ mới phát triển lên. Rồi hôm nay rồi cũng nói chung ra là cũng mà ăn được và Phật cũng cho. Rồi cũng cô Huệ á, là chùa Huệ Nghiêm á, là mỗi một lần thí dụ có đi đó là đồ kết với nhau là kêu có thử ai có ảnh thì đi đó. Giờ cũng đi nhiều lần chứ không phải là không. Cái đó này em mình giao lưu cho biết để sau này chị có qua bên Tân Trạch á, nói là em pháp danh là Đại Đức Thích Tông Nguyện Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy là mình xin hết ha. Dạ.